và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 26 tháng 3 năm 2021 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.